ai cứu tôi, ai cứu tôi với, cứu tôi, làm ơn cứu tôi với. Sư ông, sư ông à, sư ông, ông có sao không? Sư ông cần gì ở con, con quyết sẽ không từ chối. Dương Ngũ Lan. Kìa, tại sao sư ông lại biết tên con? Bởi ta thử lòng đệ tử, giả dạng ra cứu nạn cho nhà ngươi, giữ vật này để chờ đợi ngày sau, khi hỏi yến viên trào sẽ rõ. Mong sư ông vui lòng bày tỏ, có chuyện gì sẽ hại đến đời con. Do bởi nơi cơ trời xui khiến, cảm đành thôi. Điên Ngũ Lan tu hành căn số, không hề gì. Vật này trao để ngươi phòng thân, tâm hiền nhân sẽ qua nàng tai. Vui lại nhờ sư ông quý kỳ tâm ngài đại đạo phai. Ha 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 ha!